Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 6, huyện Triệu Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. Thời gian qua, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Triệu Sơn luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, để mạnh phát triển kinh tế xã hội. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng tập trung triển khai hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 54,4 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,56% năm 2020 xuống còn 5,63% năm 2023. 100% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhà văn hóa xã. Tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đạt 82,4%. Tỷ lệ thôn được công nhận danh hiệu văn hóa đạt 100%. Đến năm 2021, 100% số xã vùng dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Đại hội đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Tiếp đó, đại hội đã bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Thông qua quyết tâm thư Đại hội giai đoạn 2024-2029 và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2024.